Vâng, alo cho tất cả anh em nhé. Hôm nay mình ghé vườn xoài Đài Loan của ông anh. Nhìn số lượng trái quá tuyệt vời luôn. Số lượng trái như thế này nó phải trên 50 tấn nhé. Đấy, hái một nửa rồi. Phải trên 50 tấn xoài. Với cây đá dao động hôm nay anh đang bán, với công cán đang hái ở bên trong nhà, chắc hẳn là anh em cũng nghe tiếng ào ào trong. Với cây đá bán rất là sốc, 45.000 một kg bán tại vườn, hàng rất đẹp. Đấy. Tầm một cây xoài như thế này với mức độ tuổi của nó trên 10 năm tuổi thì cái lượng trái của nó rất là nhiều. Một trái là trên 1 kg một trái. Thì anh em nhìn thấy đó, nó đeo lủng lẳng trên cây. Thì cái này tôi quay nó cũng hơi xa xa một chút. Thì nhìn chế cái trái nó cũng nhỏ nhỏ, thì thành ra là anh em nhìn không được rõ lắm. Nhưng số lượng trái này thì nãy tôi gặp ông anh, ông bảo là số lượng trên cây nó còn trên 50 tấn. Thì mình cũng chỉ biết là trên 50 tấn vậy thôi, nhưng mà thực tế nó mà hái ra thì nó còn nhiều hơn nữa. Có thể là nó rất là nhiều. Thì số lượng trái thì chỉ có chủ vườn hái ra mình mới biết. Vườn này là 600 cây nhé. 600 cây xoài Đài Loan. Xoài này chưa có bọc trái, chưa có bao vàng. Đấy, chưa bao vàng. Để lát nữa tôi sẽ đi ghé qua vườn xoài của ông anh kia. 6.000 cây. Với diện tích là khoảng 6-7 hecta gì đấy, để trực tiếp cho anh em nhìn thấy vườn xoài cũng khá là lớn ở tại xã Thanh Sơn này. Đấy, anh em có thấy gì không? Nếu như tôi thu lại hình ảnh gần đấy, cho tất cả các anh em nhìn thấy những trái xoài mà nó đeo đùng lẳng hồng lẳng ở trên cây, mà từ xa cho đến gần là chúng ta sẽ nhìn thấy một loạt. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả một loạt trái luôn. Đấy, nó đeo lủng lẳng trên cây cực kỳ là nhiều. Một cái cách canh tác rất là tốt của ông anh mình. Thì tôi rất là hâm mộ ông anh làm một người canh tác cực kỳ giỏi. Này xoài Đài Loan nhé. Đấy, quý vị thấy không? Trái cực kỳ đẹp. Đấy, nhiều vô số kể luôn. Trái nhìn đâu đâu cũng là trái. Thì anh nói bảo là vườn này chỉ còn lại khoảng 50 tấn trên cây. Thì đó, quý vị có thấy không? Đang phải lấy những cây lỗ ô, những cây tre, cây tầm rong thì chúng ta chống mất công gió báo đến là nó đập quật ngã đổ thì nó lãng phí cái tiền của chúng ta, thì bắt buộc là chúng ta phải chống. Đấy, không thể nào để nó hư cái tài sản của mình được. Đấy, trái rất là nhiều, nhiều vô số kể luôn. Này 50 tấn anh nói vậy là còn rất là hạn chế đấy, như bình thường theo tôi đoán vườn này nó còn khoảng 100 tấn nữa cơ. Thì để cho anh em nhìn rõ hơn, thì để anh em mình cùng nhau tham khảo về vấn đề cái xoài Đài Loan. Nếu như một ai đó có trồng cái xoài Đài Loan này, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác và phát triển để làm sao cho chúng ta làm một cái cách tốt nhất, làm cho nó đạt nhất.
về cây xoài Đài Loan. Đấy, trái nó rất là nhiều và đẹp, bóng bẩy đẹp luôn. Cái này là lượng trái xoài ước tính khoảng 50 tấn. Thì nó mình nghe cái số lượng nó quá là khủng. Nhưng mà khi chúng ta vào vườn, đấy, mình vào vườn mình khám phá trực tiếp thì mình mới biết được cái số lượng trái nó nhiều là bao nhiêu. Đấy, cực kỳ nhiều luôn các anh chị ạ. Khi các anh các chị được nhìn thấy những cái vườn to như này mà số lượng trái khủng khiếp như vậy thì 50 tấn thì rất chi là nhỏ bé thôi. Đấy, tôi sẽ đoán nó còn hơn nữa kìa, nó sẽ còn hơn 50 tấn nữa kìa. Vì bước vào thậm chí là đứng lên hoặc ngồi xuống chúng ta chỉ đụng đầu với trái xoài mà thôi thì không cẩn thận còn vỡ đầu như chơi. Thì tôi nghĩ là nếu như anh em ai có nhá hứng về phần cây xoài Đài Loan, tuy rằng tôi không am hiểu lắm nhưng mà tôi cũng có thể giúp cho các bạn về một vấn đề như là cách trồng hoặc là trồng làm với mức độ như thế nào, hoặc là các xịt thuốc. Nói chung là tôi cũng am hiểu đôi chút về nó, tuy rằng không dám nói ta đây là kỹ sư hay là một doanh nhân nào đấy thì mình cũng không dám khẳng định, bởi vì chỉ có xuất phát ra từ một người nông dân thì mới am hiểu được những cái điều đó mà thôi. Chứ tay suốt ngày cầm bút cầm vở cầm sách thì không đi vào thực tế thì tất nhiên nó không bao giờ trải nghiệm những cái thứ mà cuộc sống thực sự. Đó gọi là một bài học thực hành, chứ không phải là thực hành qua lý thuyết bằng bút bằng sách bằng vở. Thực hành của mình là thực hành trên tay trên chân, có thể nói là dầm nắng dậy mưa. Đấy. Anh em có thể hiểu ra cái điều đó thì tất nhiên bản chất của người nông dân thì ai ai cũng phải ngẫm nghĩ một chút xíu về vấn đề thực hành. Đấy, anh em thấy như vườn xoài này nó rộng mênh mông luôn. Đấy. Có thể nói là một cái tầm nhìn của mình nhìn hạn hẹp mà cũng có thể nhìn không thấy bờ bến đâu. Đấy, rất là nhiều. Đấy, mình qua bên vườn xoài 6.000 cây nhé, hiện bây giờ đang nằm bên cái vườn 6.000 cây rộng mênh mông. Trái toàn trái là trái, vườn này ước tính phải vài trăm tấn các bạn ạ. Giá lúc này nó rất là sốc, đang bán bây giờ 45.000 một ký. Đấy, cho tại vườn. Đấy, cho anh em có nhu cầu có muốn trồng cây xoài Đài Loan thì cứ alo cho mình thì mình sẽ tư vấn cho tất cả các anh em về một vài kỹ thuật để am hiểu hơn về cái xoài Đài Loan cho tất cả các bạn, để hiểu sâu rộng hơn, chúng ta sẽ cùng học hỏi lẫn nhau qua một vài điều như phần canh tác, thuốc sâu, phân bón, hoặc là xịt sọt có cần phải đi tung bông mùa mưa hay không để lấy ra được cái sản phẩm tốt nhất. Đấy. Cho tất cả các anh em ở xa ở gần bây giờ chúng ta nhìn thấy cái lượng trái nó rất là khủng đó. Hồi nãy anh em mình chỉ ghé cái vườn xoài 300 cây thôi, giờ mình đang ở vườn 6.000 cây. Đấy.
Vườn này rộng là rất là rộng luôn nhé, có thể đi mỏi chân luôn không hết vườn, với số lượng trái rất là khủng, rất là khủng khiếp luôn. Cái này phải vài trăm tấn các bạn ạ. Cái này quá nhiều trái luôn. Quý vị thấy nó nhiều trái không? Rất là nhiều đúng không? Đâu đâu cũng là trái. Cái kỹ thuật canh tác để cây xoài Đài Loan của ông anh cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, với số lượng trái nó nhiều như này mà chúng ta trồng cái cây trồng này nó rất là ít. Ý là tôi nói là cái cây tre để trồng á, để trồng đổ ngã, trồng gãy cành. Thì nói chung cái xoài này rất là dễ làm. Rất là dễ làm so với cái người mà người ta đã từng trải. Còn người chưa được trồng qua thì người ta cũng tò mò. Rất là tò mò về vấn đề cái xoài Đài Loan. Cái thứ nhất về cái đầu ra. Đầu ra chủ yếu là nó xuất khẩu đi bên nước ngoài. Đấy. Thì cho nên là lúc có giá lên tới 40-50 ngàn một kg thì cũng có lúc xuống tới khoảng 10 mấy ngàn, thì nó dao động. Nói chung là nếu như mà 40-50 ngàn một kg thì chúng ta sẽ được một mùa bội thu cực đỉnh. Thì nếu như một vườn khoảng 6 ngàn cây như thế này thì chúng ta có doanh thu khoảng vài tỷ đồng trong tay. Đấy. Còn như 200-300 cây thì chúng ta cũng sẽ có 200-300 triệu chúng ta đút túi. Nhưng mà cái xoài này nó có một đặc điểm như thế này, chúng ta làm trái một lần thôi thì chúng ta sẽ có 3 lần bông. Đấy, 3 lần bông và chúng ta sẽ có thu trong 3 lần trong một năm, thì nó cũng có cái đặc điểm của nó là vậy. Nhưng mà còn phải tùy theo cái lượng thuốc chúng ta đổ xuống gốc để cho chúng ta tạo trái nghịch mùa, bán ngay dịp Noel này thì nó sẽ giá nó sẽ tốt hơn, sẽ đẹp hơn cho tất cả anh em. Nãy giờ là tôi đi khá là rộng trong cái vườn xoài 6.000 cây này rồi, nó rất là nhiều. Đi cả tiếng đồng hồ thì bây giờ tôi mới đến một bờ ranh bên này. Tôi cảm thấy là vườn này nó rất là rộng, rất là rộng luôn. Thì tôi không thể nào mà tôi lường trước được cái số tấn này. Nếu như cái vườn này mà nó 6.000 cây mà ước tính nó chỉ là vài trăm tấn thì quá đơn giản rồi, làm quá kỹ thuật. Đấy, quá kỹ thuật luôn. Mà với cái giá dao động lúc này anh đang bán đấy, ở tút tút xa xa bên kia. Một hồi tôi sẽ ghi lại một cái hình ảnh cho tất cả các bạn nhìn thấy số lượng công đang hái xoài để bán hàng xuất khẩu. Lúc này đang giá 45.000 một kg tại vườn. Thì các anh em nghe thấy sốc không? Một cái giá quá tốt để cho anh em mình cũng phát triển về cái xoài. Đấy, cực đẹp. Số lượng trái là bao luôn. Bao thiên luôn. Quá nhiều luôn. Đấy, cực tốt luôn. Tôi nhìn tôi mê quá là tôi không muốn ra khỏi vườn mà. Nhưng mà làm gì làm một chút xíu nữa tôi ra khỏi vườn tôi cũng phải ăn trộm một trái để tôi đút túi tôi mang về. Mong sao là chủ nhà không nhìn thấy. Nếu mà nhìn thấy là chắc tôi bị ăn đòn mất. Đây tôi đi lại gần gần bên phía bên các anh chị em đang hái xoài. Ở bên này đang hái cho những cái thương lái thu mua để xuất khẩu qua bên nước ngoài.
tôi cũng không hiểu là xuất khẩu chính xác là sang nước nào nữa. Đấy. Này đang hái bằng vợt nhé. Hái như vậy thì nó đỡ được phần nào chảy xước cho cái quả xoài cho chúng ta, thì bớt đi phần mà giạt chảy xước khi mà chúng ta va đập quá mạnh thì nó sẽ làm cái lượng hàng của chúng ta xấu đi, thì nó không được đẹp lắm cho cái nguồn hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại tiêu đề của chúng ta về vấn đề cây giống. Hiện tại bên mình có giao cây giống xoài Đài Loan, giao và ship trên toàn quốc luôn. Anh em nào có nhu cầu và nhã hứng và quan tâm đến cây xoài Đài Loan thì hãy ô biết cho mình trên màn hình và số điện thoại của mình sẽ tư vấn trực tiếp cho tất cả các bạn, và mình sẽ tư vấn miễn phí cho tất cả những ai có nhã hứng trồng cây xoài Đài Loan. Đấy. Xoài Đài Loan hay Đài Loan xanh chứ không phải Đài Loan đỏ nhé. Thì Đài Loan nó cũng có hai ba loại, Đài Loan xanh, Đài Loan đỏ hoặc là Đài Loan tím, rồi còn có Đài Loan tròn nữa, rồi xoài Úc nữa. Mình vẫn chưa ghé được cái vườn xoài Úc của thằng bạn mình. Chắc khoảng một vài ngày nữa mình sẽ ghé qua cái vườn xoài Úc của thằng bạn, bạn già, để lên trực tiếp màn hình cho tất cả các anh em xem. Thôi thì thời lượng đến đây thôi. Mình chào cho tất cả các anh em nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại cho các anh em trong clip sau. Mình sẽ giới thiệu một vài loại cây có đạt chuẩn mà nền kinh tế ổn định hơn cho tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong clip sau.